Con xin chào chú nha. Chú cho con hỏi mình tên là gì? Tôi đặng Bưởi. Chú quê đâu? Quê cái nước Cà Mau. Dạ, chú nói lớn lên chú con. Quê ở cái nước Cà Mau. Dạ, cái nước Cà Mau đúng không? Dạ, hôm nay chú đến nhà thực thiện bữa nãy giúp một việc gì nè? Dạ, thêm khổ tôi đi lâu quá mà hơn 10 ngày lại tôi liên lạc được. Tôi đi tìm mấy ngày lại mất tiền bây giờ. Dạ rồi, chú cho con hỏi. Dạ, chú cho con hỏi là lý do như thế nào mà đến tìm con mình như sao nè? Dạ, trước nó hỏi mượn tiền tôi đi học nè, mà sao tôi nói mấy bữa sau nữa là để tôi đi tiền đưa cho con tôi, mà không hiểu sao đi về với hai cậu nào đó rồi không có xe cộ gì, hôm đi thì có xe, hôm đó về thì không có xe, rồi tới nay điện không bắt máy gì á. Con mình mất tích được mấy ngày rồi chú? Bữa nay nữa là khoảng 11 ngày. 11 ngày, mình còn liên lạc, còn gọi nhắn tin gì được không? Gọi thì nói chuyện gì đâu, không hiểu, giống như không có được thật lòng như dạ. Hồi trước đó. Dạ, cái thời gian gần nhất là mình liên hệ được con mình là lúc nào? Gần nhất thì chắc cũng phải 5-6 ngày trước rồi. 5-6 ngày trước, bây giờ mình còn liên hệ được không chú? Không liên hệ được, mà khi lâu lâu có người khác bắt máy. Dạ. Nam hoặc nữ gì đó mà ở khác miền với nhau. Dạ, chú cho con hỏi là con mình trước khi đi là làm công việc gì, ở đâu nha? Đi làm bảo vệ ở đâu chỗ đó, là nghe nói là ở Đồng Nai. Làm bảo vệ ở Đồng Nai đúng không? Dạ. Rồi trước khi đi con mình có đem theo tài sản gì không? Có đem cái xe của tụi mới mua cho nó, tên Đặng Văn Bưởi, số xe là . Chú không nhớ số xe hả? Dạ, con mình đi vào lúc mấy giờ ngày mấy nha, chú nói rõ với con. Đi hôm nay 11 ngày là vắng tôi đó. Bé con mình đi từ ở nhà hay là ở công ty? Đi hôm Tết lên làm với cô Dưỡng ở ở xã Thiện Tân, ở chỗ trong xã Thiện Tân gần công ty An Quát, mà đi làm thì bên mài xa đó. Dạ chú cho con hỏi là mình con mình sống với mình hay là sống với cô chú gì giờ bé gì nha? Sống với tôi nhỏ về mới làm đó, hôm Tết nay đi đó làm đó, rồi đi ra ngoài có 2-3 bữa thì lại. Dạ, trước cái lúc đi là mình có thấy đi với bạn nha, của con trai mình hay là mình có nghi ngờ đi với ai không chú? Vì tôi ở dưới quê tôi nghe được thông tin này thì có thằng cháu con của cô nó ở chung đó, nói đi về hồi hôm đó đi thì mang xe đi, rồi nó giờ chỗ ra mình kia có chỗ ăn chỗ ở gì đó, mà mới đi đâu một lúc sáng tới chiều tối gì lại xin tiền tôi học nghề, mà tôi nói dán vài bữa nữa nhà mình cũng nghèo đâu có tiền nhiều đâu, mà có liền 20-30 triệu gì đâu, rồi có 2 cậu thanh niên nhỏ cũng ngang tuổi con thôi gì đó, nói về mà không có xe, rồi nói tôi là cố gắng cha giúp con đi, còn bằng chiếc tiền trả cha, nhưng mà cha nói cha đâu có tiền đâu. Dạ. Đâu có tiền nhiều vậy, lúc này nhà mình bán mía đâu có nhiều tiền đâu, có nhiều thì giảm hết rồi. Tôi cũng muốn làm cho hài lòng của tôi mà không ngờ nó nói là cha không kiếm được 2-3 ngày nữa thì con đừng đi con nữa. Tôi không ngờ con tôi nó chối với tôi là gì đó, không biết được. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác nha, đây cũng là một chuyện hết sức là đau lòng của chú từ Cà Mau lên đây để tìm con của mình. 11 ngày trước là con của mình đi làm bảo vệ và mất tích, đến bây giờ chú từ Cà Mau lên Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm giúp con mình mất tích, không biết lý do tại sao hay đi làm đi về không thấy ở đâu nữa. Chú ơi, cho con hỏi là lúc con mình á có ăn chơi quậy phá hay là theo bạn bè gì không chú? Hồi trước giờ là không có ăn chơi quậy phá gì, chỉ mà tháng nào cũng đưa tiền, như tháng này có hôm Tết này đi lên là chưa có lãnh lương, mới lãnh lương rồi nói con ham mua điện thoại cũng 10-mấy triệu trả góp ra thì chưa.
vừa vậy đó, thì đi ra ngoài rồi có rồi vậy là bị hai cậu kia kè đi rồi xong kè đâu mất rồi con tôi cũng lấy về điểm liên lạc không được luôn. Dạ chú cho con hỏi thêm là hai cậu kia kè đi là như thế nào, chú có thể nói rõ thêm cho con biết cái vấn đề này không, người kè đi là ai nhưng tại sao lại kè đi? Tôi không biết, giống như nói là bạn rủ nhau hỏi ai đi con, nói bạn thôi nhưng mà không hiểu được, tôi không hiểu được, mình là không biết, nhờ cháu nói lại thôi chứ tôi không hiểu, không biết cậu đó là ai cũng không biết ở đâu. Dạ là từ lúc bây giờ thấy trước gần nhất là có người thấy là hai người đó kè con mình đi đến bây giờ là không thấy nữa. Dạ là chú có nắm được thông tin là cái mối quan hệ của con mình với bạn bè như thế nào không, có đi chơi tụ tập hay như thế nào không? Mà là tôi có thật sự không biết, mà như hồi trước giờ là nói, cháu ngoan lắm, mà mặn có như tiền đưa tôi hết để tôi mượn là tôi mua đồ về tôi bán, mà ngờ đâu nó đi ra ngoài rồi chỉ gặp chuyện này tôi không hiểu luôn. Dạ rồi bây giờ ha chú có lời muốn nói là lời nào muốn gửi đến con trai mình, bây giờ chú hãy tâm sự hẳn lên video này cho con trai mình, nếu như thấy được hãy quay về với gia đình, với đặc biệt là chú ha, tại chú đang rất là nhớ con của mình. Rồi bây giờ chú có lời nào gửi đến con mình, chú nói hẳn vô video đi ha, chú gửi vô. Con trai ơi, quăng lên đây bà tiền con cất khổ lắm con ơi, mà đi mấy ngày đây hết tiền hết bạc rồi bà giờ ở bỏ nhà chứ bố em con đi nhà mẹ con khóc quá trời, cha con khóc quá biết sao hết, đã chờ đội hiệp sĩ của anh Hải tìm giúp đội đi tìm giúp cha, nói lại con là cha cũng cố gắng tìm tiền cho con nhưng mà bây giờ cha có tiền mà sao con không về lấy, con giận cha gì đó con tiền cho cha hay hoặc là cho cha cái mặt để cha đỡ đó, con là chỉ có một đứa con trai của cha thôi, cha có con nhà em mà bây giờ em cũng nhỏ mà nhà đi cha bỏ nhà nữa anh em có nhà nó buồn, nếu mà có con thấy hình ảnh cha chứ gì con động lòng thương cha, có ai biết dù gì thì cũng xin ta nói thôi cho tôi về với gia đình đi để cha tôi khỏi khổ, mẹ tôi khóc hàng ngày đi con. Dạ kính thưa quý bà con cô bác, đây là một người cha ở từ Cà Mau lên tận Bình Dương để tìm con trai mình mất tích nay được 11 ngày rồi. Cha bây giờ mà mong ước thứ nhất của cha mình đó, thương con lắm mà cha có nói gì là lời thật của cha, con hiểu ý cha mà. Cha tìm con, cha không biết đường đi, cha đi lạc hoài, cha đi từ sáng tới chiều vậy ngoài đường không á, mấy ngày nay rồi cũng nhờ mấy chú con đi tìm mà không có chú nào tìm được hết chứ, bây giờ mới nhờ đến đội của anh Hải tìm, hiệp sĩ tìm giúp nữa, chỉ nhờ cộng đồng mạng chia sẻ mạnh tay lên cho tôi được gặp con tôi sớm, tôi cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi, dạ em xin kính chào quý bà con cô bác ở cộng đồng mạng cũng như từ xa ha. Đây là một chú ở từ Cà Mau lên Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ Bến Hải để giúp tìm con mình mất tích này được 11 ngày. Quý bà con cô bác anh chị ở từ xa cũng như là cộng đồng mạng, nếu như có thấy con trai của chú ở trong gia hình như vậy thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ là 0913785858 giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Hải. Đội sĩ Nguyễn Hải xin cảm ơn tất cả quý anh chị của chú nha. Dạ chú ơi, chú còn lời nào muốn gửi đến con mình cũng như là nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp hay không? Dạ tôi nói nhờ cộng đồng mạng chia sẻ mạnh tay có thể gặp con tôi nhắn tin về số điện thoại của tôi. Dạ chú có thể nói rõ lại tên con trai của chú, tên video này giúp con rõ lên tên của con mình tên gì? Tên trai tôi là nó Đặng Quang Linh. Đặng Quang Linh. Tôi là Đặng Văn Bưởi. Đặng con gì? Đặng Quang Linh. Dạ rồi, chờ chú con hỏi thêm nha, chú hiện tại là mình làm công việc gì? Đang ở dưới quê luôn hay là mình đang sinh sống ở tỉnh Bình Dương?
Dạ, tôi ở dưới quê, cũng mua bán nhỏ vậy đó, bán bia đó. Dạ. Rồi, dạ, gia đình mình có mấy người con chú? Có hai người con, Linh là con lớn. Dạ, còn người em là năm nay mấy tuổi rồi chú? 9 tuổi. 9 tuổi rồi đúng con không? Đi học. Dạ. Dạ. Khó khăn quá, tôi cho con tôi đi làm để kiếm thêm tiền. Để dạ. Nuôi gia đình mà làm. Dạ, chú cho con hỏi là... ngắn rồi mà chú cho con hỏi... Chú cho hỏi là khi em Linh này mất tích, mình gia đình có đi tìm ở đâu chưa? Cũng có nhà anh em bà con đi tìm những chỗ có làm đó mà ra tích gì hết. Dạ, sự việc này mình có trình báo công an chưa? Dạ, có trình báo công an ở trả thiện tặng. Dạ, rồi. Có trình báo hôm qua, hôm nay tôi đi tìm nữa rồi tôi nhờ cái đội của anh Hải tìm giúp. Bộ tiếp. Dạ rồi, chú cho hỏi nè, chú lên đây cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải ghi hình cũng như là quay phim để đăng lên tất cả các trang mạng xã hội để chia sẻ, nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng chia sẻ tìm giúp con trai mình. Chú có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng video này lên tất cả các mạng xã hội không? Dạ có. Và chú cho hỏi là những điều mình nói từ lúc nãy giờ hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Đúng. Nếu như có gì sai trái, dạ, tôi chịu trách nhiệm, con trai. Dạ, nếu như có gì sai trái, chú sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Dạ. Anh trai tôi nói đi mà không biết sao đâu, mà bây giờ không nghe tin nghe tức vậy, người tôi điện hoài không được. Dạ rồi. Nếu mà con muốn có tiền thì gia cũng cố gắng kiếm tiền cho con, tại sao con không về? Dạ rồi, em Linh, nếu cũng như em về, có. Con cũng phải về với gia chứ. Dạ em Linh, nếu như em có thấy video này thì em hãy liên hệ lại liền cho cha mình, còn không là em liên hệ lại đội hiệp sĩ Nguyễn Hải với số điện thoại là 0913 785858. Nếu có gì khó khăn mình hãy liên hệ gặp tiếp đội hiệp sĩ Nguyễn Hải để hiệp sĩ Nguyễn Hải có thể gỡ khúc mắc cho mình để về với gia đình ha. Cha của em hiện tại không cần thiết gì. Nếu như em có đi làm ở xa ở đâu á thì em hãy liên hệ rồi báo cho cha mình biết là mình đang làm ở đó để cho cha mình được yên tâm mà làm việc ha. Từ lúc em đi tới giờ là cha của mình mất ăn mất ngủ, từ dưới Cà Mau chạy hẳn lên đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm em. Nên em nếu như có thấy video này em hãy liên hệ lại liền cho cha mình cũng như là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải 0913 785858 ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị cũng như là cộng đồng mạng đã xem video này và hãy chia sẻ mạnh video này để giúp chú tìm lại con nhanh nhất có thể. Dạ rồi, một lần nữa con xin chúc nhiều chú nhiều sức khỏe cũng như là sẽ nhanh có kết quả tìm kiếm con của mình về ha. Chú bớt đau khổ bớt buồn ha, từ từ ha. Dạ rồi, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải xin cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã theo dõi ạ. Dạ.